Etihaut ở công trình ở phía tây bắc Đắk Lắk thì nó giáp với cái lãnh thổ Campuchia. Cái đặc trưng vùng miền đây là một cái hệ nông nghiệp, sinh thái nông nghiệp rất rất là dồi dào. Và mình thấy trên một cái bức hình tổng thể này, mình thấy là kiến trúc ở đây nó đều có hai mái và chạy chạy dài. Ở dưới nó có một cái lớp 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 đệm thứ hai và lớp là phong, thì nó sẽ cách nhiệt cho không gian bên dưới. Cái thuật pháp mà chúng tôi sử dụng là một cái khe sáng kéo dài. Việc khe sáng này được đưa đề xuất ra để làm cho cái không gian chung nó trở nên thay đổi. Nghĩa là ở giữa mình có thể là thấy là hai cái khối trong suốt là một cái khối không gian chung. Ở đây không gian chung để kết nối hai khối riêng tư, thì cái không gian ở giữa này nó sẽ được biến chuyển về thể tích. Mình nghĩ như vậy là về thể tích theo cái dải ánh sáng từng từng giờ trong 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 một ngày, và có thể là mình cảm nhận được cái điều đó rất là rõ. Thì ban 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 buổi sáng thì ánh sáng nó sẽ chuyển từ khu vực phòng ăn, xong rồi đến trưa thì thẳng đứng, và buổi chiều thì nó lại chuyển dần qua bên khu vực phòng khách. Đây là một sketch của tôi, thì tôi là cái ý tưởng bắt đầu, nghĩa là mình có hai khối, một khối vệ sinh và bếp nằm bên tay trái màn hình đó, và một khối ngủ này gồm hai phòng đó, nằm bên tay phải. Ở giữa là không gian chung, thì làm sao mình kết nối được cái không gian từ các thành viên, có nghĩa là làm sao mà mình có thể các thành viên ra bên ngoài không gian sinh hoạt, và muốn đi qua bếp thì cũng đi xuyên qua không gian chung đó để làm tăng tính kết nối. Mặt khác thì chúng tôi muốn sử dụng cái cây sáng bên trên nó như một cái yếu tố ước lệ, nó như là một cái lớp rèm ước lệ trong cái không gian. Và ở đây là mặt bằng, thì mình có thấy rõ hơn là trước căn nhà nó có một cái cũng đường làng rất là đẹp, thì tiếp cận vô đó thì chúng tôi tiếp cận vô cái không gian chung, và bên bên tay trái những cái không gian như là vệ sinh và bếp và nhà để xe, bên tay phải thì nó có hai cái phòng ngủ. Ngoài ra thì trong cái phòng ngủ đó thì nó sẽ được đóng khung trong một cái landscape, làm sao để khi mà vẫn giữ được sự riêng tư, nhưng mà mình làm cho người sử dụng tăng tính trải nghiệm hơn, là kết nối được với không gian bên ngoài nhiều hơn. Thì cái mặt đứng thì các bạn thấy là chúng tôi cố gắng thể hiện cái thể tích cũng như là cái sự tương tương quan trong cái bối cảnh của những cái căn nhà xung quanh, làm sao khi mà mình hình thành đến một công trình mới nó vẫn rất là hài hòa với bối cảnh xung quanh. Đây là mặt cắt của nhà, thì mình thấy rằng là cái mái nó được 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 đưa lên, và khi mà mình sử dụng cái thủ pháp và khai sáng thì mình cảm nhận như là cái mái nó rất là nhẹ nhàng và nó trôi nổi trong không gian, và gần như là có xu hướng tách ra. Thì khi mà mình sử dụng cái sáng đó thì mình thấy được là cái ánh sáng nó vô, và cái căn nhà nó luôn luôn là cảm giác nó luôn luôn có cái ánh sáng nó điều tiết. Mặt khác thì về thủ pháp á, thì nếu mà mình nhìn trong một cái không gian thì cái sáng này nó vô hình chung là nó làm cho cái mái cảm giác nó nhẹ nhàng hơn. Là hai mái được chồng lên. Ở đây là công trình, cái hình ảnh mà khi thi công thì chúng tôi sử dụng kết cấu của nhà này là cái hệ kết cấu thép, và sau đó thì có những cái kết cấu kèo gỗ liên kết. Đây là những giai đoạn mà đang thi công, thì khi mà lợp mái xong thì cái hình này tôi rất là thích, bởi vì mình có thể thấy được rằng là cái không gian trong bên ngoài á, nó rất là không, nó như được xóa nhòa những ranh giới trong và ngoài vậy đó. Thì khi mình ngồi trong không gian mình nhìn ra khu vườn thì nó có cảm giác như là mình ngồi dưới một cái cây gì đó, ngồi dưới một cái bóng của cái cây gì đó, thì cảm giác nó rất là nhẹ nhàng. Đây là một đứng mà sau khi công trình hoàn thành xong. Đây là không gian chung mà trong trong quá trình thi công tôi có chụp lại. View hoàn thành, mình có thể thấy rõ ở cái view này là mình vẫn có bên trong bên ngoài. View từ cái không gian phòng khách nhìn ra phòng ăn, và nhìn xuyên qua một lớp layer kính nữa để nhìn ra bên ngoài. Thì tất cả những cái hệ layer này, layer kính này là cái hệ cửa lùa đó, thì khi mình cần thiết là mình lùa nó qua hết bên thì nó mở hết không gian từ trước tới sau luôn. Thì đây là lúc mà đang là
gần như là 12 giờ trưa thì ánh sáng nó trực tiếp này, nó sẽ xẻ một cái đường và tạo ra hai cái vùng không gian, tức là bên tay phải là một không gian khách và không gian bếp, không gian phòng ăn, và bên tay trái là không gian khách. Và cái ánh sáng này nó chuyển trong ngày thì nó chuyển đổi và mình có cảm nhận được cái rõ là cái không gian nó, cái thể tích của không gian nó được ước lệ đó, lúc lớn lúc nhỏ, lúc lớn lúc nhỏ liên tục. Đây là từ hướng ngược lại nhìn ra thì thầy thấy bên tay trái là một cái góc của người làm việc và bên phải là phòng khách, chi tiết của liên kết của cái công trình. Đây là những cái sau một năm thì chúng tôi quay lại thì rõ ràng là mình thấy là một cái niềm vui, có nghĩa là chủ tư người ta rất là quý căn nhà này, và người ta cái đề cập từ ban đầu khi mà tôi thiết kế cho cái công trình này là làm sao mà mình gửi gắm được một cái thông điệp là làm liên kết giữa con người với tự nhiên. Và rõ ràng là chủ đầu tư ban đầu thì chị không có cái ý thức về cái điều là thích cái cảnh hay là thích cây xanh. Thì khi mà công trình lên đó, thì tự như là người ta tự trồng những cái landscape này, nghĩa là cái sự tương tác nó rõ và người ta chăm từng cái cây, thì anh chị đó là rất là chăm 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 sóc nó, và cảm giác như là vui đó. Mỗi sáng mà dậy tưới cây hay là chăm sóc cây xanh thì rất là vui. Nó là một sự bất ngờ khi mà chúng tôi tạo ra một không gian chung đó, thì mình sẽ thấy được hai không gian là không gian ăn uống và không gian phòng khách đó, đều có chỗ vị trí ngồi, nhưng mà hầu như người ta sử dụng là không, người ta không ngồi trên bàn ghế, và tất cả hoạt động đều xảy ra ở dưới sàn. Ở đây có nghĩa là từng góc đều có thể ngồi được. Ở đây là nó hơi làm cho tôi hơi bất ngờ. Và chúng tôi suy nghĩ là khi mình làm nó một không gian thì kiến sư sẽ định hướng ra một không gian. Tuy nhiên chủ nhà đó, người ta sau quá trình mà người ta sử dụng, người ta sinh hoạt và người ta có những cái mà mình không thể ngờ trước được, có nghĩa là có những cái góc mình không nghĩ là người ta có thể ngồi đó uống trà hay là ăn trái cây, hay là thì cái đó là cái không gian mà mình nghĩ là nó như là cái gọi là cái hoạt động của con người bên trong. Thì cũng khá thú vị. Thì cái này nó như bài học của chúng tôi vậy đó, là để mà thiết kế cho một căn nhà, một công trình nào đó thì ngoài những cái định hướng của kiến sư, tuy nhiên là mình cũng nên tìm hiểu được tất cả những cái hoạt động, một phần nào đó có những cái đời sống của gia chủ, những cái cách mà người ta dùng cái không gian đó, thì sẽ làm cho mình khi mình thiết kế ra mình sẽ có những cái không gian mình thiết kế nó phù hợp hơn. Cái khe sáng bên trên đỉnh mái đó, đó đây thì mình dùng khe sáng này, thì khe sáng này cái không khí nó là cũng là như là một cái khí động học trong kiến trúc thôi, nó là một cái nguyên lý thôi. Khi mà cái hình bên trên đó, khi là không khí được đốt nóng thì nó sẽ dẫn cái luồng gió mát đi vô trong nhà đó, thì nó được được thông qua cái hệ cửa đó, và khi mà đóng cái cửa lại thì được thông qua cái hệ lam bên trên cái hộp cửa, là mình có thể thấy là nó sẽ được thông qua, và làm sao đó cái mình tạo ra một cái đường di chuyển của không khí nó tốt đó, thì nó sẽ làm cái không gian dưới nó trở thành mát. Và thực sự là cái thuận lợi ở đây là xung quanh nó là cây xanh rất là nhiều và những cái nhà nó thấp tầng, do đó cái lượng gió lưu thông gió rất là lớn, thì nó luôn luôn mát. Thay vì mình làm cái hệ cây sáng đó bằng kính, thì thay vào đó mình sẽ dùng ngói lấy sáng, mình thay viên, thì có nghĩa là nó như là một viên viên ngói bình thường, nhưng mà nó xuyên suốt được thì nó tạo thành một cái khe thôi. Thì ra nó không phải là một cái ánh sáng nó trực tiếp và nó cứ thay đổi liên tục đó. Nên cái việc mà cái đồ nội thất hay là cái sàn gỗ nó không có chịu một cái ánh sáng mà nó thường xuyên, có nghĩa là nó không tại một vị trí thì nó không phải hứng những cái ánh sáng đó luôn luôn, và nó sẽ thay đổi liên tục theo cái điều kiện mặt trời. Do đó về mặt mà như mình quay lại á, 1-2 năm mình quay lại thì mình thấy là nó không không vấn đề gì cả về cái bề nội thất bên trong.